Thúy Ngân bị bắt gặp đi quẩy cùng Trương Thế Vinh. Hiếm có cặp đôi V-Bit nào được người hâm mộ đến dàn bạn thân nghệ sĩ nhiệt tình đẩy thuyền như Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Mới đây khi xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện, Trương Thế Vinh và Thúy Ngân đã bị dân tình bắt gặp. Cả hai đã cùng đi quẩy cực sung tại một sự kiện. Dù không công khai đăng ảnh xuất hiện cùng nhau, thế nhưng qua hình ảnh được chia sẻ, dân mạng khẳng định đây chính là Trương Thế Vinh và Thúy Ngân. Nam ca sĩ chọn cho mình một bộ trang phục bảnh bao với áo sơ mi trắng cực điển trai, trong khi đó Thúy Ngân lại lên đồ vô cùng quyến rũ và đốt mắt khán giả. Đây cũng là lần hiếm hoi mà cả hai bị bắt gặp hẹn hò sau một thời gian dài. Qua đó hội đẩy thuyền lại được fan dần dần vì thuyền xưa nay đã nổi trở lại. Dù không còn kề cận và xuất hiện bên nhau nhiều như trước, song một số bộ phận khán giả vẫn mặc định cả hai là một cặp trời sinh. Được đẩy thuyền với Jin Tuấn Kiệt, Puka đẹp trai vậy thì tôi chịu thôi. Sau khi liên tục dò dỉ những hình ảnh khoảnh khắc thân thiết và bằng chứng hẹn hò bí mật, Puka và Jin Tuấn Kiệt trở thành cặp đôi được dân tình đẩy thuyền dần dần. Dù liên tục phủ nhận nhưng fan cặp đôi vẫn nhiệt tình gán ghép vì độ đẹp đôi và dễ thương của cả hai. Thậm chí trong một lần tham gia chương trình truyền hình, chính nghệ sĩ Trường Giang còn tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi Jin Pu, tên viết tắt của hai người, và được nhóm fan tôn lên làm thuyền trưởng. Tại trường quay Nói Đi Ngại Gì, Puka cho biết, đẩy thuyền với một người đẹp trai lại còn tài giỏi như vậy thì tôi chịu thôi. Cứ đẩy đi, nhưng vấn đề là hai người có dính với nhau không còn là một chuyện khác. Về Jin Tuấn Kiệt, Puka không ngần ngại dành cho anh chàng nhiều lời khen. Công bằng mà nói, khi tiếp xúc với Jin qua nhiều game show từ những chương trình thực tế, với những chương trình thực tế thì thấy đây là một cậu bé cũng rất là dễ thương, hòa đồng, cũng cái tính hỗ trợ giống như mình, kiểu như rất hòa đồng thân thiện với mọi người. Ga lăng nè, tốt bụng nè, dễ thương điềm đạm, không lóc chóc hoặc không mất lịch sự. Nhưng mà tôi chưa tìm hiểu sâu vô bên trong để tìm hiểu đây có phải một người chiều bạn gái, chiều phụ nữ hay không, có phải là một người ấm áp hay không, có phải là một người biết đối nhân xử thế và sống tình cảm hay không, để mình có thể nghĩ đến chuyện đây có phải mẫu người lý tưởng hay không. Nếu mọi người muốn Puka trả lời câu hỏi này thì chờ cho Puka thời gian tìm hiểu nha.